Sư thích ca mâu ni Phật. Ngài nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. A Di Đà Phật cung thỉnh và kính mời an tọa. A Di Đà Phật. À, kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2018 là quốc tế lao động nhằm ngày 16 tháng 3 năm mậu Túc tại giảng đường tu viện linh thú vào lúc 7 giờ 10 phút 19 giờ 10 phút chúng ta tiếp tục học đại tạng kinh kinh trung bộ tiểu kinh 123 với tựa đề là kinh hy hữu vị tầng hữu pháp một hai ba hy hữu thiệt khó có bản kinh nào hy hữu là số 1, số 2, số 3 cho nên là vị tầng hữu pháp tại chúng cùng theo dõi như vậy tôi nghe một thời đức thế tôn trú ở savatthi jetavana kỳ đà lâm tại tịnh xá của ông anita Anatha Pindika cấp cô độc Rồi một số đông tí kheo Sau bữa ăn Sau khi đi khất thực về Đang ngồi tụ hợp trong thị giả đường À vậy là ngày xưa Đức Phật có một cái chỗ Gọi là cho thị giả Ở cái đường này cũng gọi là thị giả nữa ta Thị giả đường Uvatha Sala. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng Thật khi hữu thai chưa hiền Thật vị tầng hữu thai chưa hiền là đại thần thông lực đại uy lực của như lai vì ngài biết được chư phật quá khứ đã nhập niết bàn đã đoạn các hí luận đã đoạn các chướng đạo đã chấm dứt luân hồi đã thoát ly mọi khổ chư thế tôn ấy sanh tánh như vậy danh tánh như vậy tộc tánh như vậy giới hạnh như vậy pháp hạnh như vậy tuệ hạnh như vậy trú hạnh như vậy chư thế tôn ấy giải thoát như vậy Đây là cái đoạn này Chư tỷ kheo về ngồi ở trong thị giả đường đó nói về cái chuyện gì? Khởi lên cái chuyện gì? Khởi lên cái chuyện là vị tầng hữu là chuyện hi hữu khó có thể nghĩ bàn. Đó là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai. Là bắt đầu quý ngài mới nói về cái chuyện quá khứ của chư Phật. Thấy không? Khi được nghe nói như vậy, Tôn Già nan nói với các Tỷ kheo ấy như sau: "Thật hy hữu thai chư hiền như lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tầng hữu thai chư hiền như lai được đầy đủ các pháp vị tầng hữu." Và câu chuyện giữa các Tỷ kheo ấy bị gián đoạn rồi, Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến thị giả đường. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn, sau khi ngồi Thế Tôn gọi các Tỷ kheo này các tỷ khéo nay các ông ngồi nói cái chuyện gì câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn hay là đức thế tôn biết cái chuyện này không biết ha ờ à, cho nên là đức thế tôn biết nhưng mà đến vẫn phải hỏi vậy đó cho nên là mai mốt giờ, giờ sư phụ có biết nhưng mà hỏi vẫn phải trả lời đúng không nghe rõ chưa ạ Ở đây Bạch Thế Tôn Chúng con sau buổi ăn Sau khi đi khắc thực trở về Chúng con gọi tụ họp tại giảng thị giả đường Câu chuyện sau đây được khởi lên ở cúng con Thật khi hữu thai chưa hiền Như đã nói trước chưa tới Thế Hai được giải thoát như vậy Khi được nghe nói như vậy Bạch Thế Tôn Tôn giả An An nói với chúng con như sau Thật hi hữu thai Như lại được đầy đủ các pháp hi hữu Thật vị tầng hữu thai Như lại được đầy đủ các pháp vị tận hữu Câu chuyện này giữa chúng con Bạch Đức Thế Tôn bị gián đoạn rồi Thế Tôn đến đó Thế Tôn bảo Tôn giả Anang Do vậy này Anang Hãy nói lên nhiều hơn nữa Những đặc tính hy hữu Vị tầng hữu của Như Lai đi Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ Từ Đức Thế Tôn giảng dạy Chánh niệm tỉnh giác Này nan Bồ Tát trong Sanh trong thiên chúng Kaya Tu vì rằng bạch thế tôn chánh niệm tỉnh giác bồ tát sanh trong thiên chúng Tusita con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hy hữu một vị tầng hữu của thế tôn như vậy là chỉ có chánh niệm tỉnh giác mà phước báo là bồ tát sanh trong thiên chúng ca vậy là bồ tát sanh trong thiên chúng vậy là thiên chúng này là thiên chúng của bồ tát Vậy là trong chư thiên Lại có hàng Bồ Tát của chư thiên Trong cõi người Có hàng Bồ Tát của cõi người Hiểu ý này không? Hiểu không? Ừ. Không hiểu thôi Chưa hiểu học lát đi hiểu ừ. Làm gì dữ vậy? Từ từ Chưa hiểu từ từ hiểu Tại chữ đó tôi cũng đâu có hiểu vị tầng hữu là không thể nghĩ bàn Để đi chưa ừ đọc lát cái hiểu à tại à, thầy cũng đâu không hiểu đâu tại vì trong 12 bộ kinh đó có một cái bộ kinh gọi là vị tầng hữu là kinh đó đức phật dùng thần thông không à sao hiểu ừ. giờ hiểu rồi ha thầy hiểu cái không hiểu được ừ. <laughs> rất là hạnh phúc là bởi vì <laughs> hiểu hiểu là không hiểu gì tại vì không ai hiểu hết ừ. cho nên gọi là hi hữu thai Hiểu cụ là mình tán thán một cái việc mà không thể nghĩ bàn có nghĩa là không dùng ngôn từ nào để nói được gọi là vị tăng hữu à, hi hữu bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ lời của đức thế tôn giảng dạy chánh niệm tỉnh giác này an an bồ tát an trú trong thiên chúng tu ta vì rằng bạch thế tôn chánh niệm tỉnh giác bồ tát an trú trong thiên chúng tu ta con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hi hữu một vị tầng hữu của thế tôn bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ lời đức thế tôn giảng dạy chánh niệm tỉnh giác này a nan bồ tát an trú tại thiên chúng tushita cho đến trọn thọ mạng thật khi hữu thai có quạt mà nó không bật mũi cắn gần chết thật khi hữu thai có thị giả đó hi hữu anh thấy không không thể nghĩ bàn bậc nhỏ thôi bậc nhỏ thôi số nhỏ nhất trong tất cả các số chứ không nó tới số ừ. chánh niệm tỉnh giác này anh bồ tát an trú tại thiên chúng tu cho đến trọn thọ mạng có nghĩa là hết cái 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 hết cái một cái cái thọ mạng nghĩa là một kiếp vì rằng bạch thế tôn chánh niệm tỉnh giác bồ tát an trú tại thiên chúng tu cho đến trọn thọ mạng con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hi hữu một vị tầng hữu của thế tôn Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác này A Nan Bồ Tát từ khi từ thiên chúng tu Sita mạng chung nhập vào mẫu thai vì rằng Bạch Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác Bồ Tát sau khi từ thiên chúng tu Sita mạng chung nhập vào mẫu thai con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một việc hi hữu một vị tăng hữu của Đức Thế Tôn Trời, nó con vậy không cứ lặp đi lặp lại thật khi hữu thái vị tầng hữu thái bà đức thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt thấy có chuyện đó, cũng nói hoài cỡ bên ngoài đây chắc cũng khó hiểu lắm á hỏi là uống thuốc chưa <laughs> nếu câu chuyện đó mà được lặp lại nhiều lần thì <laughs> bây giờ này là hỏi uống thuốc chưa không ấy ra phòng phòng thuốc khám lại ừ. bạch đấy tôi Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe con tận mặt khi nhớ từ Đức Thế Tôn khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai này A Nan khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới gồm có các thế giới ở trên chư thiên thế giới của các ma vương và phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các sĩ sa môn bà la môn chư thiên và loài người cho đến các thế giới ở giữa các thế giới tối tăm u ám không có nền tảng những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra vì quý vị thấy cái thời đó mà nói chư thiên á, là Bồ Tát mà sanh vào trong chư thiên Cho nên giờ mình có làm hạnh Bồ Tát mình làm hết khả năng mình phước báo Phước báo của vị Bồ Tát đó sanh vào chư thiên Chứ đừng có tưởng Bồ Tát là sanh làm Phật Làm chư thiên mà không biết được chưa được đó à, Bồ Tát ở cõi người trước cái đó, đó Con thoại với Bồ Tát Con thương hết tất cả chúng sinh Còn một đứa con thông không có thương nổi và các chúng sinh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói cũng có những chúng sinh khác sống ở đây và mười ngàn thế giới này chuyển động rung động chuyển động mạnh và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới vì rằng bạch thế tôn con thọ trì sự việc này bạch thế tông là một hy hữu một vị tần hữu của thế tông cái chuyện đó mà có gì đâu hi hữu vị tần hữu nhưng mà nó khó lắm khó hiểu lắm cho nên nó là hi hữu vị tần hữu ha điều đầu tiên là sự kiện gì một vị bồ tát sanh vào cõi trời tusita rồi từ bồ tát sống hết thọ mạng ở cõi trời tusita rồi bắt đầu sanh xuống nhập vào bào thai rồi trong lúc nhập vào bào thai thì có một cái hào quang chiếu được chưa mà ngay cái đoạn này nói hay lắm một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới nghĩa là thân của chư thiên nó sáng lắm mà bây giờ cái đạo hào quang này nó sáng còn hơn mà 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 tất cả chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới là chỗ nào cũng có chư thiên hết. Vậy thì quý vị thấy cả cùng khắp thế giới nghĩa là chỗ nào cũng sáng hết mà cái hào quang vô lượng này nó thần diệu còn hơn thế đó nữa. Vậy thì quý vị thấy là ngài nhập vào cái mẫu thai mà cái phước lành của ngài khi sanh vào chư thiên thì quý vị thấy Bồ Tát mà sanh vào chư thiên thì ghê không? Quá ghê. Rồi bây giờ sống hết thọ mạng của chư thiên rồi sanh xuống cõi người thấy ghê không? không thể nghĩ bàn cho nên mình ở trong đây cố gắng đi con một lúc nào đó cái thần diệu không thể nghĩ bàn chứ mình đừng có mình đừng có nhìn qua nhìn lại à, Dầu rằng nó mở quạt hay không kệ đó, không thành vấn đề biết không mũi nó cắn chúng nó no nó cũng nghĩ à chứ đâu có đơn đâu có gì đâu ghi gớm lắm nhưng mà nếu mình chỉ cần có một cái tâm của mình mà nó bất ổn xảy ra thôi thì mình tắt hào quang nhớ nghe một khi mà phiền não xanh phiền não mà khởi ra làm lại từ đầu mệt lắm cũng giống như mình xe một cái cây mà nó sắp nó sắp nóng rồi mà mình xí phang, mình nghĩ mệt một cái nó nguội rồi là xe lại đuối lắm luôn cố gắng cố gắng cố gắng gọi là yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế là xe nữa xe nữa hãy xe nữa cố gắng xe nữa ta bà ha cho nên là dịch cái từ yết đế yết đế nó là tùy theo khả năng của mỗi người dịch chứ không phải là mình ai cũng dịch giống nhau khác nhau mà ở đây còn nói một cái đoạn nó hay mà tôi không nghe quý vị lông tóc dựng ngược gì hết thế giới của các ma vương và phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người cho đến các cái thế giới ở giữa các thế giới đó ở giữa các thế giới đó mà nó tối tâm u ám Vậy thấy chưa mà nó tối tâm ô ám cho nên nó không có nền tảng nghĩa là gì có nhiều người sống qua ngày chờ qua đời nó sống như thay ma không có nền tảng gọi là giữa tất cả mọi người tuyệt vời sáng suốt vậy mà có một cái chúng sinh cái mắt nó đờ là là mắt tối tâm u cho nên sư phụ có giảng xong đi nữa nó vẫn không có nền tảng đầu buồn ngủ giữa buồn ngủ và đoạn sau buồn ngủ những cảnh giới mà mặt mặt trăng mặt trời với đại thần lực với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu nghĩa là bây giờ nó ngu dữ rồi đừng có hồng ai nhắc nhở mà nó thông minh được dầu rằng mặt trời mặt trăng có đại thần lực đại oai lực nó ngồi trước sư phụ nó vẫn ngáp bình thường sâu lắm mà hiểu ý này chưa ừ hiểu <laughs> biết không thấy <laughs> luôn rồi ha không mở miệng cỡ đó làm sao không thấy được Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ lời của Đức Thế Tôn Khi Bồ Tát nhập mẫu thai Này A Nan Bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời Và nói Không cho một ai Người hay không phải loài người Được phiền nhiễu đến Bồ Tát Hay mẹ của vị Bồ Tát Vì rằng Bạch Thế Tôn con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn một khi hữu Một vị tầng hữu Mà sự kiện Đức Thế Tôn Có mặt Vậy thấy không Lúc mà Đức Thế Tôn nhập vào mẫu thai Thì bốn vị thiên vương Đến gánh Đến giữ bốn gốc Và không cho ai người Hay không phải là người Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe con tật mặc ghi nhớ lời Đức Thế Tôn dạy khi Bồ Tát nhập mẫu thai này A Nan mẹ của Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên giữ giới một cách hồn nhiên nghĩa là không có phạm một cái giới gì mà vẫn hồn nhiên nên mình đi tu làm sao mình hồn nhiên đứa nào chết kệ nó hồn nhiên Dầu rằng sư phụ có bò ra đó, đó cậy Hồn nhiên là đâu có cần quan tâm tới ai Sống một cuộc đời rất hồn nhiên à. Không sát sanh, không trộm cướp Không tà dâm, không nói láo Không uống các thứ rượu nấu Rượu lên chất men Vì rằng Bạch Thế Tôn Con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một thi hữu Một vị tầng hữu của Đức Thế Tôn Quý vị thấy không Để mà hồn nhiên giữ được hy hữu cho nên đó, chỉ cần mình giữ giới được là đứa nào không giữ được thì không có hồn gì mình tu mà mắc mớ gì mình phải ch 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 chứ có gì đâu nghe có nghĩa là nó không có làm được gì nhưng mà nó thích chỉ trỏ người khác cho nên là mình ráng cố gắng mình giữ một phong thái hồn nhiên Có đứa giống cô hồn lắm Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ Đức Thế Tôn Khi Bồ Tát nhập mẫu thai Này A Nan Mẹ của Bồ Tát không khởi dục tâm Đối với một nam nhân nào và mẹ của Bồ Tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một hy hữu Một vị tầng hữu của Thế Tôn những cái đoạn này là tôi cũng khó hiểu dữ lắm nè Vì ngạ nang đâu có vợ con đâu mà hiểu cái đoạn này hay lắm Cũng khó. <laughs> vì, vì cái sự mà Của một người phụ nữ mà mình nói Thì có nghĩa là nó hy hữu Nó không thể nghĩ bàn vì mình đâu phải là phụ nữ cho nên có nhiều lúc Phật tử mà đứng lên hỏi tôi những cái việc của thế giới bên kia sao nó chơi kia một sự tăng hữu một, một sự hi hữu vì tôi ở thế giới này mà đem hỏi thế giới bên kia má con chết có siêu không trời chuyện đó để tôi qua bên bển tôi hỏi tôi trở về tôi trả lời bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ đức thế tôn nói khi bồ tát nhập mẫu thai này a nan mẹ của vị bồ tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ Tận hưởng trọn năm dục công đức vì rằng Bạch Thế Tôn con thọ trì sự việc này và Thế Tôn là một khí hữu một vị tầng hữu của Đức Thế Tôn, vậy là năm dục công đức là cái gì? Nhân thân. Hả? Năm dục công đức là gì? Trời ơi, bữa nay lâu lâu nó đi đi, đi nghe bữa mà nó trả lời cũng ghê đó. Đứng lên luôn con. Hả? Chịu được năm giây Wow một tràng vỗ tay Hay quá Liều mạng <laughs> Năm dục là cái gì Không 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 nói được năm dục luôn hả Chứ đừng có nói năm dục công đức Mà này có nói năm dục được không Còn loại nào năm dục nữa không Sao quốc tới sáu lận Còn trời nữa ta nói năm thôi là đúng rồi trời ơi cái này gọi là học vẹt nghe không mai mốt thắng lợi nghe không nó đúng rồi đó năm dục mà gọi là năm dục công đức chính là hoàng hậu hưởng được năm cái loại sắc thinh hương vị xúc công đức đây là khi mắc khởi niệm ở nơi sắc gọi là dục nhưng mà Hoàng hậu khi khi mà Bồ Tát nhập thánh thai thì mẹ của vị Bồ Tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ. Tận hưởng trọn năm dục công đức. Có nghĩa là dục công đức thì cái chữ công đức này nó cho biết là y báo chánh báo trang nghiêm cho nên gọi là công đức mà ta mà sắc thanh hương vị xúc này là nó nó thanh tịnh sạch sẽ hay là ố, ố uế thanh tịnh sạch sẽ cho nên gọi là năm dục công đức được chưa nè chứ không phải là tài sắc danh thực thùy nha tại vì năm dục công đức còn cái cái tài sắc danh thực thì nó là là đó là nó gì à ngũ dục mà ngũ dục gì ngũ dục đỏ lạc Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ Đức Thế Tôn Khi Bồ Tát nhập mẫu thai này an năng Mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì Cái này khó nè Tần, vị tần hữu thái bà sống với tâm hoan hỷ với tâm khoan khoái bà thấy trong bào thai của mình vị bồ tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tái thấy luôn nhìn xuyên qua luôn vậy thấy hiểu không này a nan ví như viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất có tám cạnh khéo cắt khéo dũa trong sáng không tỳ vết hoàn hảo trong mọi phương diện rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy dây màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hay màu vàng lợt nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình người ấy sẽ thấy rõ ràng quý vị cái câu cái câu nói và nó nó chuẩn đến nỗi mà phải nói là nếu có người có mắt chứ không phải nó là để trên bàn tay thấy là nó vậy là thiếu nếu có người mà người đó phải có có mắt mà nó thiếu một cái thôi mà còn có thể thấy được chứ còn có đứa mắt nhưng mà nó không có thấy nó là <laughs> nó có mắt mà nó mở không có lên cho nên là <laughs> ta phải thấy một cách rất, là, rất sâu trong vấn đề đó người có mắt mà mắt phải sáng để mà nhìn rõ cái viên ngọc trên bàn tay của mình người ấy sẽ thấy một cách rõ ràng đây là một đây là viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất có tám cạnh khéo cắt khéo dũa ngày xưa mà cái cái bộ phận mà mà tám cạnh đó là mà khéo cắt là nó nó nó, nó khó lắm đúng không tám cạnh mà để cho nó nó trở thành mà mà chỉnh chu thì bây giờ này mà có máy cắt với ngày xưa mà cắt bằng tay là khó lắm luôn cho nên người ta tán tháng cái chuyện mà một viên ngọc mà có tám cạnh nói nó khó như vậy nhưng mà ý nó còn có một nghĩa khác nữa đó là bác chánh đạo đó tám cạnh khéo cắt khéo dũa trong sáng không tì vết hoàn hảo trong mọi phương diện đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt đều thấy rõ một cách mồn một. Vậy thì quý vị thấy ở đây dùng cái từ là viên ngọc lưu ly, cho nên mình tu làm sao mà mình thanh tịnh như viên ngọc lưu ly, mình trong sáng như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh mà còn thuần nhất. Quý vị thấy không? Cái này là nói trong quá khứ Bồ Tát tu tốt hay không tốt tốt Tất cả chư thiên đâu phải chư thiên nào cũng được vậy Cho nên sống trọn vẹn cái kiếp của chư thiên Cho nên là mình làm sao mình tu trọn vẹn cái kiếp tu của mình Mà phải nói là sáng như ngọc luôn đi Thanh tịnh thuần nhất Khéo cắt, khéo dũa Cho nên là đứa nào cần cắt mà cắt Phải cắt cho khéo Cắt là phải cắt cho cái sức Cắn, Cắt vậy đó ta cắm vô nó mới tươi hiểu không bông mà mình cắt cà giật cà giật là là cắm nó tươi không dập là nó không có tươi cắt, cắt. khéo cắt khéo dũa trong sáng không tì vết mình tu sao mà chữ không tì vết này nó vô tới mình được không được không im rơ rồi ta mạnh dạng lên ta nói được nhưng mà chưa chắc không phải mình trả lời chưa chắc được cái từ chưa chắc mình nói trước nhỏ nhỏ thôi chưa chắc được Ngh nghĩa là nghĩa là dồn ba cái chữ đó lại là, là thành ra là chưa chắc được à. cũng vậy này an nan khi bồ tát nhập mẫu thai mẹ bồ tát không bị một bệnh tật gì cái khó đó bà sống với tâm hoan hỷ với tâm khoan khoái bà thấy trong bào tay của mình một đầy đủ các bộ phận các một vị Bồ Tát đầy đủ các bộ phận và chân tay Nghĩa là ở trong đó nó thanh tịnh Nó, nó trong sáng Nó không tì vết mà Nhìn vô và thấy hết luôn Trời cái này là vị tầng ngũ không thể nói nổi Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ lời Của Đức Thế Tôn nói Sau khi sanh Bồ Tát 7 ngày Này Ananda Mẹ Bồ Tát mệnh chung Và sanh lên cõi trời đau suốt Vì rằng Bạch Thế Tôn con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một hi hữu Một vị tầng hữu của Thế Tôn Ủa sao nãy nói tu -sita rồi giờ cái nói đâu xuất Dịch cái từ tu -sita dùm coi không biết tiếng phạn này thôi luôn đi Tại vì Tại vì cái từ tiếng phạn dịch ra đó Thì cái cõi trời đâu xuất là là bồ tát từ đó xuống đó phải không à nhưng mà bây giờ là sanh trên cõi trời đâu xuất nhưng mà ở trong bản kinh này thì thì à, hoàng hậu ma gia sanh về cung trời đâu xuất nhưng mà ở trong phật học phổ thông thì hoàng hậu ma gia sanh về cung trời đâu lợi ừ. hai cái chỗ sanh khác nhau tại có hai bà ừ. vì rằng bạch thế tôn con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một khi hữu Một vị tầng hữu của Thế Tôn Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn Trong khi các người đàn bà khác Này a nan Mang bào thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh Còn mẹ của Bồ Tát thì sanh không phải như vậy Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng 10 tháng rồi mới sanh ở, ở trên thì nói là mang trong một bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh Này Bồ Tát không phải như vậy nhưng mà cũng có 10 tháng <laughs> gì thì cái, cái, cái 10 ngày đó là 10 tháng đó Thì nó qua khỏi 9 tháng rồi Có phải không? Có phải là là hết tháng 1 Thì bắt đầu mới qua đầu tháng 2 phải không? Phải không B Bây giờ hết tháng 1. Không phải. Bây giờ bây giờ mình tính nha nè. Hết tháng 1 là tới ngày 30 tháng 1 phải không? Rồi bắt đầu tháng 2. Rồi tới là tới 30 tháng 9. 30 tháng 9 là hết tháng 9 chưa? Hết tháng 9 rồi 10 ngày sau có phải là tháng đó của tháng 10 không? Tại 9 tháng 10 ngày mà không chịu 10 tháng. Ở đây ta 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 nói 10 tháng cho ta đó đầy hay không đầy, khổ ghê. Cho nên sư phụ mới nói là ban mang bào thai cái câu trên này. Ha, à, cái câu này nè. Nè Ananda đa, mang bầu thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh đúng không? Còn mẹ của Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng 10 tháng rồi mới sanh ý, ý muốn nói là cái kia 9 tháng hay 10 tháng Chứ không có nói thêm ngày Nhưng mà ở đây là không phải như vậy 10 tháng rồi mới sanh Nó khó hiểu cái chỗ đó Nếu mà dùng cái chữ là đủ 10 tháng Thì phải thêm chữ đủ nữa Còn đàn này nói có 10 tháng thôi vì rằng Bạch Thế Tôn con thọ trì sự việc này Bà thế tôn là một khi hữu một vị tầng hữu của thế tôn thì đúng ra là trong cái đoạn này mà nói ra cái chỗ này là vị tầng hữu thì cũng chưa có có cái gì gọi là ghê gớm lắm tại người ta 9 tháng 10 tháng thì mình 10 tháng là chuyện đó đâu có gì nói phải không nhưng mà đây là chuyện hệ hi hữu thôi tôi cũng biết hi hữu vậy đi chứ nhưng mà nhớ là vậy nếu mà nói bồ tát sanh ra thì hy hữu là cái cái chỗ sanh đó nó hy hữu nó có cái hy hữu là mẹ của bồ tát là đi về cho quê hương của mẹ bồ tát cho nên trong cái khoảng là biết gần tới ngày sanh vậy là biết không biết gần tới ngày sanh nhưng mà bà vô tư đến nỗi là giàu rằng ngày sanh nó có đến cận đi nữa đi bà cũng sống một cách rất vô tư cho nên thầy Thái tử bước ra một cách rất là tuyệt vời Gọi là bước ra chứ không phải là sanh. Là nó nhẹ nhàng quá đó không? Nhớ cái từ bước ra nó là vậy Bà Thế Tôn con tận mặt nghe tận mặt ghi nhớ lời Đức Thế Tôn nói Trong khi các người đàn bà khác này an an hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con Thì mẹ của vị Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy Đó cái này khác nè Mẹ Bồ Tát đứng mà sanh Bồ Tát vì rằng bạch thế tôn con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một khi hữu vị tầng hữu của đức thế tôn đó quý vị thế nó đơn giản có nghĩa là sanh con đầu lòng là sanh con so nó khó lắm đó tôi chưa có sanh mà tôi cũng biết nữa đưa tay lên hái cái cành hoa vô u à, một cách vô tư là đâu có đau bụng gì đâu đưa lên hái mà tại vì hái xong cái bồ tát cũng hái hoa luôn đó à. Cho nên cái đoạn này nè Có một vị uh, Giảng sư Mà bị Bị nói nhưng mà tôi nghĩ cũng phù hợp với khoa học Ngài nói uh, Đứng về mặt khoa học Mà cái người mà bắt bẻ không chịu nói đúng vậy uh, Vị thượng tọa này nói là Đứng về mặt khoa học mà người đàn bà mang thai Không được quyền dối đúng không Đúng không quý vị Ủa, Không có sao anh sao biết <laughs> Nghe đồn <laughs> Giống tôi <laughs> thấy không một người phụ nữ khi mang mang thai không được bước qua các cây không được bước qua dõng không được bước qua mương hay nói chung không được nhiều thứ lắm ủa tôi không có mang thai mắc mớ tôi học chi kỹ gì ta mà huống chi là không được quyền dối mạnh nữa con đang nay đã sắp sanh rồi mà ngài dối nữa thôi ra luôn là phải rồi cho nên vị này nói ở góc độ khoa học thì người phụ nữ phải học hết khi mình mang thai phải học nhưng mà bây giờ người phương tây thì hay hơn nữa và tôi cảm thấy cái điều này nó phù hợp đó. hay nhưng mà phù hợp phương đông thì mẹ đã mang nặng đã sanh ra cực khổ đau đớn rồi mà sanh ra xong rồi còn phải bắt người mẹ chấm người con nữa. là không có đúng cho nên là mẹ sanh rồi phải cha dưỡng. Cho nên là người cha là ở nước ngoài là khi người phụ nữ sanh là y tá dạy cho người chồng hết luôn. À, dạy cho người chồng. Cho nên là có khi bà mẹ chỉ biết sanh cho bà không biết chăm sóc con. Tại vì chỉ dạy cho người chồng chứ đâu có dạy cho bà vợ đâu mà biết chăm sóc. Cho nên là người chồng phải dạy lại cho người vợ chăm sóc. vợ đèo là đứa con từ lúc trong bụng Còn khi sinh ra rồi thì chồng phải đèo Quý vị không Mà bà vợ bà đèo thì có Có 10 tháng Ông chồng ông đèo 2 năm mấy luôn Rồi sau đó ông cổng trên dây Ông đồng đình trên trên, trên, Là cái, cái vấn đề này là, là Trao đổi nha. Thấy tuyệt vời Và người phụ nữ thì Ở nước ngoài ta được cái 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 hạnh phúc đó cho nên là nếu mà sanh làm người nam thì sanh ở Việt Nam sinh người, người nữ nên sinh nước ngoài, Ủa mà nước nước ngoài hay Việt Nam gì thôi đi tu là chắc ăn, ừ. chắc anh cực muốn chết. Như vậy thì mẹ của Bồ Tát sinh Bồ Tát là sinh đứng lên một vị tầng Hữu, có nghĩa là chúng ta nói về khoa học như vậy nhưng mà ở đây là Bồ Tát muốn nói là cái người mẹ trước khi sanh ra vô tư hồn nhiên thoải mái, không có đau đớn gì, nhưng mà vì hết nghiệp cho nên bà sanh về cõi trời đấu sức thôi, chứ không phải vì cái chuyện đó mà sanh về cõi trời đấu sức. Rồi bắt đầu nói về khoa học của thời đó nó chưa phát triển, cho nên là để cấp cứu cho bà là làm một việc mà tại vì bà đang trên đường về. mà Cho nên là cái cấp cứu đầu kia chứ đầu này là chưa có tính. Chưa có tính tới đầu cái đầu này và đoạn giữa chơi bà đòn đoàn giữa và ngừng và đi hái hoa đó là một vị một việc hi hữu một vị tầng hữu của đức thế tôn bạch thế tôn có tận mặt nghe tận mặt ghi nhớ lời đức thế tôn khi bồ tát từ bụng mẹ sanh ra này a nan chư thiên đỡ lấy ngày trước sao mới đến loài người vậy là bồ tát sanh ra được chư thiên đỡ và sao mới tới loài người đỡ vì rằng bà thế tôn con con thọ trì sự việc này bà thế tôn là một khí hữu một vị tầng hữu có nghĩa là con thọ trì là con nhớ trong đầu thế tôn nói ra là con nhớ liền con nhớ hoài gọi là con đang thọ trì đúng không rồi quý vị cùng nói với thầy có người chửi mình mình nhớ hoài là mình thọ trì lời đó đi tụng kinh không nhớ là không thọ trì kinh nhà hiểu ý này chưa có người á mình không hiểu cái chữ thọ trì người ta nói mình một câu mình nhớ hoài là mình đang thọ trì còn mình đáng ra mình học phật mà mình nhớ hoài cái câu đó là mình đang thọ trì vậy là hiểu ý này chưa rõ cái chữ thọ trì rồi nha cho nên ngài anh đang nói nhiều lần mà đi con tận mặt nghe con tận mặt nhớ và con thọ trì bồ tát khi bồ tát từ bụng mẹ sinh ra này anh đang bồ tát không đụng đến đất có bốn thiên tử đỡ lấy ngài, bốn vị đưa tay đỡ luôn, đặt ngài trước bà mẹ và thưa hoàng hậu hải hoan hỷ, Trời ơi, tới năm chữ H vẫn, hoàng hậu hải hoan hỷ, hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân. Vì rằng Bạch Thế Tôn con thọ trì sự việc này Bạch Thế Tôn là một hy hữu Một vị tầng hữu của Thế Tôn Cho nên tại sao sư phụ thọ trì kinh Là bởi vì sư phụ luôn luôn nhớ tới kinh Vậy là thọ trì kinh rồi Mà không luôn luôn nhớ tới kinh Thì tới chừng mình giảng kinh Mình có kinh để giảng không Không Có người học xong rồi không còn nhớ gì để giảng Vậy là có thọ trì kinh không không vậy mà kể chuyện hồi xưa hồi xưa đẻ đứa nào ra bao nhiêu tuổi là nói làm sao làm sao là thọ trì cho tới giờ này không bỏ Vậy thì sao kinh nó vô được Cho nên đạo bà Tám vẫn có mặt ở Linh Thú Cái đó, cái đó là thọ trì đó Nhớ nghe chứ Mai mốt ai mà kể chuyện gì là nói Ủa sao thọ trì lâu chứ Cái chuyện kinh điển không chịu thọ trì Mà thọ trì Cái chuyện hồi xưa hồi xưa gì đó Rồi bắt đầu á Ai nói mình một câu gì đó bắt đầu mà Sống để bụng chết mang theo Thọ trì cả đời Khùng quá học phật khôn thiệt thọ trì chánh pháp hiểu chưa những đứa nào mà cái mặt gầm gầm là tôi biết thọ trì là nó thọ trì con gà máy gầm bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ thế tôn khi bồ tát từ bụng mẹ sanh ra này a nan ngài sanh ra thanh tịnh không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch. Cái đoạn này là sự hy hữu đó ha. Này A Nan, ví như một viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại, viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại, tấm vải ba la nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc được. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này A Nan, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh không bị nhiễm ô bởi nước nhớt, mũ, máu hay bất cứ vật bất tịnh nào. Ngài hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Vì rằng Bạch Đức Thế Tôn, con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hi hữu một vị tầng hữu của thế tôn quý vị thấy ngài anan đi theo phật chỉ có một lòng thọ trì lời phật thôi phật nói bao nhiêu nhớ bao nhiêu phật nói bao nhiêu nhớ bao nhiêu nói kinh nào ngài nhớ tới đó nhớ một cách rõ ràng và khi nói là đức thế tôn là con thọ trì việc đó nghĩa là ngài phải ngồi ngài nhớ đức phật nói gì ngài ngồi ngài nhớ sau đức phật giảng xong đức phật ngồi thiền định để xóa hết cái phai đó để nói phai khác thì ngài ngồi ngài lập lại phai đó cho nên ngài giống như là cái chỗ đựng nước đức thế tôn giống như cái người đổ nước đổ vô bao nhiêu ngài hứng hết bao nhiêu hiểu cái điều nào cho nên mai này ngài nói lại còn bây giờ sư phụ nói xong rồi nước đổ đầu dịch có lá sen cũng mừng À, à có camera oh, i'm sorry camera <laughs> à, nhờ chú khai nói mới biết có một thằng người mái nó ngồi nó thu lại mà nó đâu có đọc <laughs> bạch thế tôn con tận mặt nghe con tận mặt ghi nhớ từ thế tôn khi bồ tát từ bụng mẹ sanh ra ngày a nan hai dòng nước từ hư không hiện ra quay về thấy vị tầng hữu không một dòng lạnh một dòng nóng hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ Tát và cho mẹ Bồ Tát. Vì rằng Bạch Thế Tôn con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hi hữu một vị tầng hữu của Thế Tôn. Quý vị thấy không cái sự kiện này mà giờ này nước ngoài cái dồi rumina nào cũng có hai dòng nước, một nóng một lạnh. Quý vị thấy không? Từ câu chuyện này mà ra thì bây giờ có cái dồi nước bình nóng bình lạnh

một tràng pháo tay tặng ra hay quá công nhận nhập định sâu thiệt giật mình dậy đi rửa mặt đi anh rồi bây giờ ngay chỗ đó nó việc vị tằng hữu mà biểu tôi giải thích sao tôi giải thích tôi có đó đâu mà giải thích <laughs> rảnh ghê đã cái chuyện này là vị tăng hữu hồi nãy giờ nói rõ là vị tăng hữu là không thể nghĩ bàn chị đi hỏi Rồi, 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 rồi. tại vì hiểu rõ ở đây chúng ta có thể đặt ra một giả thiết nhưng mà với cái giả thiết đó chúng ta có thể phân tích ở góc độ phàm phân tích ở góc độ chư thiên phân tích ở góc độ bậc thánh bởi vì ở đây là một vị bồ tát ra đời chứ không phải một vị bình thường ra đời nhưng mà ở đây hai dòng nước này chảy xuống là chuyện hy hữu Nghĩa là Ví dụ đi Lúc mà sanh ra trời mưa Phải không? Nhưng mà do trời nó đang nóng vậy đó Mà bây giờ nó mưa Cho nên là là trên nước Trên cái tán lá rồi đó Khi nó chảy xuống nó vẫn còn nắm ấm nhưng mà tại vì cái khu này nó thanh tịnh nó không có bụi Cho nên nước từ trên chảy xuống Nóng ấm nhưng mà vẫn thanh tịnh Và khi nó nhiễu xuống là nó nhiễu Một cách nhẹ nhàng và y như nhiễu lên viên ngọc vậy đó Nhưng ý muốn nói rằng Khi sanh ra cũng phải có cái gì đó Bây giờ anh thấy viên ngọc không? Không có gì hết nhưng mà đối với anh một cái, một cái trái cây nó thật là sạch Nhưng tới anh rồi, anh có khi nào trước khi ăn anh cũng thổi sơ nó không? Chứ không phải là không sạch Có khi là nhiều người cũng nói tại sao con con rửa sạch rồi mà thầy còn lao Thầy nói con rửa rửa thầy lao lao mất mơ hỏi thầy Con rửa là một chuyện còn thầy lao là một chuyện Có khi Thế <laughs> trà chà cho nó có điện Nói sao nó không phải thấy kỹ đâu Đây là một thói quen Một thói quen trước khi ăn Lao nó miếng đi tại vì tôi không phải là tôi không tôi nghĩ là quý vị rửa không sạch nhưng mà dầu rằng quý vị làm có sạch nhưng đây là thói quen ăn của tôi bây giờ ông vua Ông có tin tưởng những người xung quanh nó không tin chứ sao không tin 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 thì tin mà thử thì vẫn cứ thử phải không bây giờ mình tin tưởng những người ngân hàng không không tin mắc mới gửi tiền cho nó đem tiền tới gửi ngân hàng là tin ngân hàng đúng không nhưng mà đưa ra có điểm không điểm gì không điểm không điểm là mình sai à không cái tại cái máy <laughs> lỡ nó thiếu thì ta đưa lại nhưng mà mình tin ngân hàng mình mới đem tiền mình đưa cho người ta chứ mình không tin mình đem mình đưa chi giờ quý vị tin thầy không mắt tin đưa cái đầu vô tôi cạo chi vậy ừ tin thì tin mà cự thì cứ cự Đấy không Cho nên hiểu cho rõ ràng nha Cuộc đời nó là vậy đó. Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn Bồ Tát khi sanh ra này an nan ngài đứng vững Thăng bằng trên hai chân Vị thần hữu ghê chưa Mặt hướng phía bắc Bước đi bảy bước Quý vị nghe phía bắc á Là nước mà nước nó màu đen phía đông là cây màu xanh phía nam là lửa màu đỏ phía tây là kim loại màu trắng cớ gì đức thế tôn một vị bồ tát sanh ra hai chân đứng vững thăng bằng trên hai chân Mặt hướng về phía bắc, tại sao nói vậy? Bước đi bảy bước. Một lọng trắng được che lên trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngu vương. Ngu vương là con gì? Dịch ra nó là vậy Nhưng mà con ngu vương là con gì quý vị hiểu không? Không hiểu thầy cũng đâu hiểu đâu Có thấy đâu hiểu À quý vị nghe là ngu lan chức nữ không? Vậy là ngu lan là trâu hay bò? <laughs> à, ơi là nó ngu lan với chức nữ mà nó ngu lan cái trâu <laughs> trả lời một cách ngây thơ quán tính <laughs> thấy không cho nên là rồi ngu mà dương hả Rồi Lên tiếng như con ngu vương Thốt ra lời như sau Ta là bậc tối thượng ở trên đời Ta là bậc tối tôn ở trên đời Ta là bậc cao nhất ở trên đời Nay là đời sống cuối cùng Không còn phải tái sinh ở đời này nữa vì rằng bạch thế tôn con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hy hữu một vị tầng hữu của thế tôn vậy là cái câu này là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn đó phải không dịch ra gối gọn lại nhưng mà chúng ta nghe nói một tiếng của con ngu vương nghĩa là nói đến một cái sức mạnh nếu mà nói tiếng rống của con sư tử là nó là oai hùng nhưng mà nói cái lên tiếng như một con ngu vương ấy. Nghĩa là nó hiền lành nhưng hùng dũng Còn cái tiếng của con sư tử là nó dữ dằn Phải không? Tiếng của con ngu dương nó hiền lành nhưng mà nó nó mạnh Thật sự ra là nếu như mà con con cọp á Con sư tử á nó đối trước một con trâu á, là một con trâu mà trưởng thành á, là nó không làm sao được con trâu đó, đó nhưng mà chẳng qua là vì con trâu nó ăn cỏ cho nên cái sức bền của nó không bằng con sư tử thôi cho nên để con sư tử mà nó đeo theo con trâu thì con trâu chịu thua thôi con trâu phải có giờ ăn mà con trâu vừa ăn nó tấn công con trâu vừa ăn nó tấn công vì cái loại ăn thịt á cái sức bền nó nhiều hơn cho nên với một con sư tử con cọp mà nó tấn công con trâu thì con trâu khó lắm cho nên người tu với nhau thường hay nói cái chuyện nè trời ăn ra muốn mà cũng vươn dữ <laughs> anh sao muốn nột mà cũng bền thế Nên <laughs> mà mình tụng kinh nhiều nè mình lại phật nhiều nè mình làm này kia mà mình mình có sức dẻo dai đó thì người ta mới đặt đặt lên một cái 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 gọi là khen nhưng mà nói lên là ăn chay mà sức khỏe tốt sức khỏe tốt nhưng mà không bằng ăn ăn thịt để ngay chỗ này mà nói thì một con sư tử nhỏ hơn con trâu không làm gì được con trâu nhưng mà khi con trâu dí một con sư tử thì con trâu chạy không lại con sư tử nghĩa là dí con con sư tử là nó sẵn sàng nó chạy nhưng mà do con sư tử có thế hơn cho con, con trâu không dám dí xa nếu dí xíu nữa là thế nào con sư tử nó nằm để lại lặn cắn ngay cổ con trâu thôi tại vì sư tử có thế hơn từ chỗ đó mà nói là để cho một con trâu mà để thời gian ngắn với một con sư tử thì con sư tử không sao thắng con trâu được nhưng mà để thời gian dài thì trâu chết thôi ha, Nhớ gì đó nha Bạch Thế Tôn Con tận mặt nghe Con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra này A Nan Khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu Thắng xa oai lực của chư thiên Hiện ra cùng khắp thế giới gồm có các thế giới chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các sa môn, bà la môn chư thiên và là người. Cho đến các cảnh giới giữa ở thế giới đó tối tâm u ám không có nền tảng. Những cảnh giới mà mặt trời, mặt trăng, mặt trời có đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cái cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực chư thiên hiện ra và các chúng sinh sống tại chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói cũng có những chúng sinh khác sống ở đây và mười ngàn thế giới này chuyển động rung động chuyển động mạnh và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới vì rằng bạch thế tôn con thọ trì sự việc này bạch thế tôn là một hy hữu một vị tầng hữu của thế tôn do vậy này anh hãy thọ trì sự việc này là một hy hữu một vị tầng hữu của như lai ở đây này a nan các cảm thọ khởi lên nơi thế tôn được biết đến được biết đến chúng an trú được biết đến Chúng đi đến biến hoại Các tưởng được biết đến Các tầm khởi lên được biết đến Được biết đến chúng an trú Được biết đến chúng đi đến biến hoại Này A Nan Hãy thọ trì việc này là một hy hữu Một vị tầng hữu của Như Lai Vì rằng Bạch Thế Tôn các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến, được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại các tưởng được biết đến các tầm khởi lên được biết đến được biết đến chúng an trú được biết đến chúng đi đến biến hoại bạch thế tôn con thọ trì sự việc này là một hi hữu một vị tầng hữu của như lai tôn giả a nan nói như vậy bậc đạo sư chấp nhận các tỷ kheo hoan hỷ tính thọ lời tôn giả a nan nói Vậy thì cái này là Đức Thế Tôn có nói không? Đức Thế Tôn có nói không? Thời ơi, Đức Đức Thế Tôn nói ngài A Nan thực lại. Nên hỏi ngài, Đức Thế Tôn có nói không? Không. Có nghĩa là Đức Thế Tôn kể lại cái việc mà Đức Thế Tôn đã dạy đúng không? Nhưng mà nó thêm cái lời của ngài A Nan vô nữa cho nên nó dài dòng phải không? thêm cái lời của ngạ nan nữa cái phần đầu phần cuối hả? mỗi một việc cái phần đầu phần cuối thành ra là cái bản kinh này nó dài chứ đúng ra nó còn nữa hà đức thế tôn nói nữa thôi nhưng mà đến ngạ nan thì nói gấp đôi rồi đó còn đến chúng ta thì nói nhiều hơn nữa chúng ta thêm năm mắm dặm muối rồi bây giờ cái kinh này là kinh Hy hữu vị tầng hữu có hai chữ hữu đúng không hy hữu vị tần hữu nghĩa là cái sự vị tần hữu này nó xảy ra nhiều hay ít <laughs> <laughs> u mi nước hết hồn làm gì giống sư tử <laughs> cho nên có hai chữ hữu thì chữ hi hữu phía trước để nó khẳng định cái vị vị tầng hữu phía sau vậy là kinh hy hữu vị tầng hữu pháp nghĩa là cái kinh này nó như có một lần à cho nên gọi là hy hữu cho nên là hy hữu lắm mới gặp được phải không hy hữu lắm mới gặp được vậy là cái cái lần gặp đó nó nhiều hay là ít ít cho đến có một lần à gọi là hy hữu vị tầng hữu cho nên cái vị tàng hữu này là nó hiếm lắm Nhưng mà Sự kiện Đức Thế Tôn Ra đời Là một vị Bồ Tát ra đời Là cái việc vị tàng hữu Nhưng mà cái việc này là Tại kể cho nên kể nhiều lần <laughs> Kể từ, từ, từ giai đoạn giai đoạn giai đoạn Cho nên là từng từng cái việc vị tàng hữu Nhưng mà nó chỉ có một sự kiện thôi Cho nên quý vị may này mà nghe kể về sự kiện đó Thì người kể chút, người kể chút, người kể chút Nhưng mà ta nó hay lắm bước tới đó nó nhìn thấy ban tổ chức thôi là vi trần hữu nghĩa là ban tổ chức nó cái ekip của nó tuyệt vời từ đầu cho đến đuôi ekip không có sức mẻ cái chỗ nào vậy là người ta khen cái ekip đó thôi bắt đầu vô trong có người nói tôi nói không thể nghĩ bàn đèn vậy là đèn là một hy hữu phải không Nghĩa là từ nào giờ chưa từng gặp thì bữa nay nó làm đèn đẹp lắm nó pha nó pha màu phải nói là sặc sỡ quyền diệu gọi là đèn cái mình nghe người khác nó mình đến đó là sao tuyệt vời nhạc thì bắt đầu mình mình đến một cái buổi lễ là nó, nó nó nếu mà nó vẹn toàn đủ hết thì nhưng mà cái người nào tại vì cái người này nó đang học làm mc cho nên nó đến nó, nó coi trọc ban tổ chức số 1 từ đầu đến đuôi tuyệt vời tại sao tôi đang học mc tôi đang học về tổ chức hành tránh cho nên tôi đến đó tôi chỉ học được tổ chức hành tránh cho nên khi tôi ra người ta hỏi tôi về buổi lễ đó tôi chỉ khen một thứ tổ chức hành tránh tại tôi quan tâm cái đó tôi thọ trì cái đó nhưng mà cái người này nó đang học đèn màu nào giờ nó học là nó khó làm lắm mà bữa nay nó vô nó thấy những người này phải nói là là dàn dựng và cái hệ thống này tuyệt vời thì nó nó đấy hữu vị tăng hữu cho nên cái sự kiện vị tăng hữu đó được kết lại với nhau là nó nhiều hay ít nhất rất nhiều thứ vị tăng hữu nhưng mà nó có một sự kiện hay nhiều sự kiện một sự kiện nhiều vị tầng hữu trong một sự kiện nhưng mà nó hi hữu trong sự kiện này được chưa nào Cuộc đời Đức Phật nó hi hữu con mình ổng <laughs> Rồi bữa nay à, Sư phụ nói luôn tại cái này vì tàn hữu mà ha Hay là có ai muốn giơ tay lên nói để cho nó có hi hữu không Nói vậy chứ ở trong đây cũng có nhiều người hi hữu lắm <laughs> Trời ơi đổ mồ hôi luôn á ờ à, hy hữu luôn <laughs> à, hầu như là hầu như là cái uh, cuộc đời của đức phật á được lịch sử kể lại á là phần lớn nói về vua tịnh phạn và anh em của vua tịnh phạn là học phạn uh, bạch phạn học phạn tịnh phạn chủ yếu là cơm không à phạn là cơm á thầy tịnh phạn là cha mà giờ cô hỏi ông nội không hay thiệt đây là vị tần hữu thấy không bởi mình 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 không biết mình không biết là mình tưởng chắc là đây không có vị tần hữu có chơi kiểu không biết không có à. tệ biết hả con <laughs> vị tầng hữu không nhận hay thiệt cho nên sư phụ nhớ lại học lịch sử thì cũng nhớ lại nhưng mà giả sử như nhà, nhớ là ngài an an là con của vua học phạn phải không à ngài thì con vua tịnh phạn nhưng mà an an là con chú bác á là con vua bạch phạn còn à, hầu như là À, như là, là gia du đà la là con vua bạch phạn à, con của vua bạch phạn nghĩa là nghĩa là gia du đà la đó gia du đà la với thái tử thất đạt đa là anh em hồi xưa người ta nhận người ta kết giao với nhau là kết giao thâm tình trong trong những thân tộc không à chứ ở bên ngoài là nó giết chết làm sao lấy không có lấy người ngoài đâu đó nếu dưới hơn nữa mà ở trên mà không có người dự ý trong thân bằng nguyễn Thuộc thì lấy trong trong đại thần á chứ không có lấy ở ngoài đâu ạ lấy bên ngoài vô là 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 nó chiếm cung à sau này nó kiếm cung vua cho nên là bên nước kia đi qua bên đây cưới là dòng họ thích ca chỉ gã nô tỳ cho cho vua nước bên kia thì mới sanh ra tỳ lưu ly thái tử tỳ lưu ly mới quay về giết hết dòng họ thích ca đó Lý do mà gã Người ta đi qua người ta cầu hôn công chúa Mà đem gã nô tỳ, Không phải tráo hôn Mà là người ta không muốn Cho công chúa nước người ta đi Ngày xưa là cái thời của Đức à, à, Chư vị mà còn sống Là Họ giỏi họ tài vậy lắm. Nhưng mà cái thế hệ sau nó không đủ khả năng giữ nước Đó nhớ là vậy cho nên mất nước chứ không phải lý do đó nhưng mà công nhận thì sao ạ ai nhập vô mà hỏi ông nội của đức phật là ai <laughs> chú chơi sư phụ ha thằng này bị tầng hữu ha <laughs> hay thiệt không mà mà có như vậy là mình mới biết là nếu mình học lịch sử mà mình không có mình không có hỏi quý thầy thì tới chừng mà đệ tử hỏi lại là không biết chứ đơn giản đâu à rồi 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 giả sử như hoàng hậu ma ma ha ba sà ba đời bây giờ di mẫu di mẫu ma ha ba sà ba đời là em của hoàng hậu ma cha con vua bạch Phạn vậy thì đề bà đạt đa là ai à, đề bà Đạt đa là anh của <laughs> anh của nghệ Anh, ừ. sư phụ cũng quên nữa bữa hả mất lịch sử đó, cho nên là cho nên là trong cái trong cái dòng họ đó nhưng mà ngài đề bà đạt đa với thái tử tất đạt đa là phải đấu với nhau để mới mới cưới được gia du đà la đó chứ không phải đơn giản đâu dầu rằng anh em trong nhà nhưng mà phải thi á ừ. tại vì đề bà đạt đa vẫn cứ muốn cưới gia du đà la mà sau khi mà cưới gia du đà la được ngày thái tử cưới rồi mà bây giờ bỏ là bắt đầu được bà đặt đa theo hãm hại hãm hại không được cạo đầu đi theo hãm hại cho nó, nó trọn diện cạo đầu cả đời đi theo hãm hại cho nó trọn diện quý vị thấy ghê lắm cho nên những người giống đời bà đặt đa có không ta ừ. rồi bây giờ ai lên uh, gút cái bản kinh này lại xin mời chú định đâu rồi wow. thôi vậy chú phát hả trời ơi, hồi nãy vậy không thọ trì hết ta vậy là nó thọ trì cái gì ta rồi à, thôi ai dơ tay lên xin mời vị tầng hữu hết rồi Chú Khai nhá hàng với chú Tuệ Hay nữa này nó có móc nối Ghê không Không mà. Không mà chú Khai nãy nó nghiên cứu rồi Nó lại đưa, đưa ở dưới câu hỏi lên sư phụ ha Không có hả Không hồi nãy sư phụ có đi ở ngoài Trước khi sư phụ vô thì chú có hỏi Cái gì mình không biết mình hỏi cái sự kiện gì cũng biết hỏi rồi thôi thầy tấn <laughs> dạ. rồi thôi nếu không ai nói gì hết thầy thuộc kết luận ha mình cũng rút ra ba kết luận thôi để còn ai muốn rút ra thêm thì cứ rút ra ha kết à, luận thứ nhất trong bản kinh này đó là đức phật đã kể về cuộc đời của mình trong một pháp hội để cho ngài An An. Trước Đức Phật nghe việc đó và bây giờ tại cái thị giả đường của ngài An An. Biết không, thị giả đường là chỗ của ngài An thôi, nghe không? Nhưng mà cái chỗ này là thường hay rậm không? Thường hay đông người không? Đông, ai muốn hiểu, ai mà không hiểu chuyện gì về thị giả đường hỏi ngài An An vậy thôi. Nghe nó giỏi lắm mà ông chuyên thọ trì Đức Phật dạy gì là ngài đang thọ trì cứ lẩm bẩm lẩm bẩm lời Phật dạy thôi để nhớ hết định tâm để nhớ lời của Đức Phật thôi cho nên ngài này không có chứng A La Hán chứng sơ quả tu đầu hoàng thôi ngài Anang không có chứng A La Hán khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì ngài Anang mới chứng A La Hán đó vậy đó. tại vì ngài cứ ngồi đó thọ trì lời của Đức Phật dạy thôi không thọ trì cái khác cho nên ngài chế tâm nhất xứ cho nên Ngài ly sanh hỷ lạc Ngài lìa hết tất cả chỉ còn có một cái thôi Đó là thọ trì lời Phật dạy Quý vị hiểu ý này không? Ta ly sanh nhưng mà ta đang thọ trì một thứ Cũng giống như mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô -di -đà Phật là mình lìa hết tất cả nhưng mình còn không? Còn một câu A Di Đà Phật Nghe là hiểu rồi ha Cái đó là sơ thiền đó Ly sanh có nghĩa là lìa hết các cái mối sanh khác Vậy là tại cái thị giả đường này mà tất cả các chư tỳ kheo sau khi đi khất thực trở về rồi thì họ nói về cái gì họ đến gặp ngạ nàng để học kinh thôi nhưng mà hôm nay họ học về vấn đề vị tầng hữu của chư phật phải không vị tầng hữu của chư phật thật hi hữu thật hi hữu thai chư hiền thật vị tầng hữu thai chư hiền là đại thần thông lực đại uy lực của như lai mà không phải chỉ nói một Đức Thế Tôn thôi Mà nói quá khứ nhiều Đức Thế Tôn cũng như vậy đúng không Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ Đã nhập Niết Bàn Đã đoạn các hí luận Đã đoạn các chứng đạo Đã chấm dứt luân hồi Đã thoát ly mọi khổ Chư Thế Tôn ấy Sanh tánh như vậy Danh tánh như vậy Tộc Tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy Chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy vậy là ở đây có tám như thị đúng không cái câu này là có tám cái như thị như vậy tánh như vậy tướng như vậy thể như vậy lực như vậy tác như vậy nhân như vậy duyên như vậy quả như vậy báo như vậy trước sau như vậy thì cái này là gọi thập như thị về sau trong kinh pháp hoa nhưng mà ở đây thì nói tới tám cái như thị thì có sanh tánh danh tánh tộc tánh giới hạnh pháp hạnh tuệ hạnh trú hạnh Giải thoát Vậy thì à, Những người đệ tử Phật Sẽ gửi gắm đến tất cả những vị đệ tử Sau này khi chúng ta gần nhau Chúng ta nên bàn luận Về kinh điển Được không Im rơ người ta Được không Nghĩa là chúng ta gần bên nhau Chỉ nói một bản kinh nào đó Để đem ra Để trả, thảo luận trao đổi với nhau Đó là ý thứ nhất thông qua bản kinh để nhắc nhở tất cả chúng ta hãy gần gũi học hỏi giao lý với nhau vậy là gọi là chữ thọ trì việc thứ hai đức thế tôn biết sự việc nhưng mà đến đức thế tôn vẫn hỏi để chi vậy để cho ngài a nan tự nói vấn đề chứ đức thế tôn không nói nhưng mà đức thế tôn biết không biết nhưng mà để cho gọi là y như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Pháp Hoa Thì tại sao mà Phật Đa Bảo phải hiện ra Vì Phật Đa Bảo hiện ra làm chứng cho Kinh Pháp Hoa Thì Đức Thế Tôn hiện ra để làm chứng cho lời của Ngài An An là Đúng Được chưa nè Ý thứ hai rất đơn giản Đức Thế Tôn không nói để cho Ngài An An nói sự kiện nó nó đang bị gián đoạn ở cái chỗ đó nhưng mà đức thế tôn nói rồi đức thế tôn bảo ngài anan hãy nói lên nhiều nữa đi những đặc tính hy hữu vị tầng hữu của như lai đi vậy là cái này như lai kêu ngà anh đang nói phải không xong rồi ngà An nói hàng ngà nói hết câu chuyện rồi như lai đồng ý nói đúng rồi đó rồi vậy thì những gì ngà An đang nói là ngà anh đang thọ trì và thực lại đúng không cái này chỉ thực lại à, kết luận thứ hai là tất cả chúng ta nghe xong nên thọ trì được chưa ta hơn người ở cái chỗ đó người này hơn người kia ở cái chỗ là nghe xong là ta tranh thủ ta thọ trì thì ta nhớ dai còn đằng này nghe xong rồi thì lại qua tay nó thọ trì cái khác xuống nghe đi đi học đi. đi, học lát lên là làm nữa đi học đi học lát lên tính nữa nghĩa là nó đi học nhưng mà tâm nó ở rảnh Tại vì sao? Xài hồi nãy bầm <laughs> Cắt còn để lại Xuống đây mà nó nam mô thường nhanh lên Ăn xoài Bồ Tát Nam mô thường nhanh lên Lúc này mình thọ trì Nhưng mà mình mình thọ trì là Cái tâm mình để ngay chỗ nào Cái đó gọi là thọ trì Nhớ ha Như vậy thì Ngài A Nan đã thọ trì lời Phật cho nên trùng tuyên lại lời Phật và được Phật chấp nhận. Đó là ý thứ hai. Mong rằng đại chúng ai cũng giỏi, ai cũng phải đích thân mình nghe, mình thọ trì cho nên phải cố gắng thể hiện cái cái tính thọ trì của mình để mai này về tới Đức Phật. Đức Phật hỏi con có học Đại Tạng Kinh chưa? Dạ bạch Đức thế thông con học rồi. ơi ngon lành đàng hoàng nói cho thế tôn nghe đại tạng kinh phẩm một hai ba kinh trung bộ dạ một hai ba một hai ba ba hai một một hai thì tôi hỏi làm gì nó con thọ trì một hai ba phải không? nghe là có nghĩa là mình trách bản thân mình Có khi mình học thuộc dữ lắm Nhưng mà tới chừng mình đi thi không có nhớ Tại sao vậy Tại vì mình đi thi mình không thọ trì Cái 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 gì mình học Mà mình đi thi mình cứ nghĩ là Giờ ra cái gì đây ta Ra cái gì đây ta Ra cái gì ra kể nó Mình lo mình thọ trì cái bài của mình đi Đằng này mình sợ Ra cái gì ngồi đó đón <laughs> Ngồi đó đón <laughs> Sợ dĩ như anh em quân đệ mà hầu đó đi thi mà rớt là không có thọ trì. Còn sư phụ hầu đó rất là tự tin thi một trường. Tôi không có đi học thêm học bớt gì giống như các huynh đệ, nhưng tôi chắc chắn thi đậu. Vì sao vậy? Tất cả những bài tôi học tôi nắm. Và ra để gì kệ mày, tao cứ ngồi tao dò bài. Ngồi tao dò bài. Tới giờ tao vẫn ngồi dò bài, nó đem tài liệu lên. Rồi vậy hả? Tới giờ phải không? Đọc phải không? Đem tài liệu lên rồi, đem tài liệu lên. Vậy. Tôi đã thọ trì vô tới lớp tôi vẫn lật sẹt 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 tôi coi cái tựa đề Sạc, xạc, xạc, xạc. tôi coi cái tựa đề xong rồi là trong đầu tôi nhớ hết luôn rồi lát ra ra câu nào tôi quốc câu này như vậy tôi đâu có cần là đón đề tôi đâu có cần ngồi viết qua viết lại giám thị đâu rồi <laughs> nghề nghiệp như vậy thì mình thọ trì cái gì mình thọ trì gian lận mình thọ trì copy mình thọ trì quay cúp thọ trì cái kiểu này thì mới mốt sao đi giảng nhột lắm hơi đau được chưa được chưa được chưa mình phải thọ trì kinh mới được chứ mình học bao nhiêu thì mình lo mình thọ trì còn ra cái gì ra coi vô tư viết đấy chứ vậy để mai này còn đi giảng dạy nữa mình ngồi cái học đó phó không à làm sao ra trường làm được chuyện gì chỉ luôn rồi đó nha đừng học tài thi mạng nhờ hai đứa ăn hai bên nha Đây kết luận thứ ba từ một hành vi thực cho đến một hành vi tầng hữu vị tầng hữu đức thế tôn như bao nhiêu con người khác có cha có mẹ vẫn sanh ra trong bào thai của mẹ vẫn để mà nói nhập thánh thai là đây là một phương tiện để cho người học phải hiểu rằng Đức Thế Tôn là một đấng cao quý Phước lành của Đức Thế Tôn tuyệt vời lắm Ngài sống một đời như chư thiên Và trọn đời của Ngài sống trong chư thiên đó Và chư thiên nghĩa là gì? Cái tâm cao thượng mà Ngài sống trọn vẹn cuộc đời của cái tâm cao thượng Và sau khi thân ngoại mạng chúng nhập vào bào thai của mẹ Thì Bồ Tát nhập thánh thai thì sao? Bốn vị thiên vương hầu Vậy thì quý vị mà Quý vị mà chỉ cần Sinh vô hoàng cung thôi Quý vị làm thái tử thôi Thì quý vị có người hầu không? Có không? Có Đi bốn người khiêng nữa Đi tới đâu cũng có người Bây giờ giả sử như Hầu đó ông tổng thống kia Ông chưa lên tổng thống Thì Ông là một ông gì không biết Ông đi đâu đâu có ai Có Chỉ một hai người thôi Chỉ đi theo Phụ giúp công việc của ông thôi Nhưng khi ông lên tổng thống rồi Có một Một đội đặc nhiệm đi theo Bảo vệ tổng thống có không? thứ dữ đội đặc nhiệm đó được huấn luyện một cách tuyệt vời để bảo vệ tổng thống à, vậy thì quý vị thấy không khi mình chưa lên tổng thống mình ở bên kia thì không nói gì nhưng khi qua bên này rồi là khác cả. cho nên là Sao sư vụ lên rồi mà chưa thấy đội đặc nhiệm có mặt chỉ có chỉ có cái đội đặc sạch thôi thấy <laughs> không cho nên là nhớ là, khi một vị mà chuyển lưng thánh vương mà mà chỉ cần lên làm lễ quán đảnh xong ha là đã có bánh xe chuyển pháp luân là là xuất hiện ra rồi như vậy thì ở đây là nói một sự kiện là rất là đơn giản là hoàng hậu ma gia vẫn mang bào thai nhưng mà chúng ta phải hiểu từ cái thấp lên cái cao về cuộc đời của đức phật nói về chư thiên sống một đời của chư thiên có nghĩa là sống một đời thánh thiện mà trọn vẹn cái cuộc đời sau thánh thiện đó rồi khi sanh ra đây do phước báo quá tuyệt vời cho nên sanh như vậy rồi khi ngày sanh ra nó đầy đủ những cái cái duyên phước như vậy còn mẹ ngài có một cái gọi là sứ mệnh à, đến cái cõi này để mang thai và sanh ngài thôi chỉ cho mượn mang thai và sanh ngài rồi trở về cõi trời nghĩa là phước của mẹ ngài tuyệt vời không nó tròn đầy luôn Mang thai mà không hề có đau đớn Sanh ra cũng không hề có đau đớn Bảy ngày ra đi một cách nhẹ nhàng tự tại Nghĩa là xong bổn phận Còn bây giờ mình nghe cái tự sanh tử nó Sao mà mới sanh ra mà chết Thì chết chứ nghe nó nên Là sanh về cõi trời chứ nghe nó nhẹ nhàng ha cho nên quý vị mai mốt làm sao tu là chuyển nghiệp ta chuyển từ cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt nghĩa là cái nghiệp xấu nó cứ làm cho ta suy nghĩ về cái cái điểm xấu không nghĩa là ta suy nghĩ là cái người này tại sao lại thương người kia mà không thương mình cái người này tại sao lại được cái này lại được cái nọ mà mình thế này dạ, cái nghiệp của mình á là mình nghĩ xấu không à đúng không quý vị đồng ý không nè đồng ý ha tu là chuyển nghiệp vậy cho nên là nghe cuộc đời của đức phật thì bắt đầu sư phụ hạnh phúc sư phụ sanh ra là không biết là sư thái sanh sao không có cởi không? mà không biết sao sao mà vẫn đâu có nhớ đâu lúc tối tâm mày mất. bắn đùm mùm 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 tối tâm mày mặt bà đâu có biết nhau nhưng mà rồi bà cũng kể lại <laughs> bà cũng kể lại mà lúc bà kể như vậy lúc bà kể như khác cho nên mình tạm thời là, là 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 mình nói là lúc đó loạn xì, xì ngầu đi biết không đức thế tôn sanh ra vào lúc hoa nó nở còn lúc cho vụ sanh ra pháo đầy trời nó bắn pháo bông Sáu điệu vang động 30 tháng4 nó mừng vậy mà không ai giữ tay trời ơi. sự kiện vĩ tầng nữa tự nhiên dùng cái từ núp hạ thấp Bồ Tát ra đời đã nhập niết bàn, đã đoạn các hí luận Đã đoạn các chứng đạo, đã chấm dứt Luân hồi, đã thoát ly mọi khổ Chư thế tôn ấy Sanh tánh như vậy Danh tánh như vậy Tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy Pháp hạnh như vậy, tội hạnh như vậy Trú hạnh như vậy Chư thế tôn ấy, giải thoát như vậy Vậy là ở đây có 8 như thị đúng không Cái câu này là có 8 cái như thị như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau như vậy thì cái này là gọi thập như thị về sau trong kinh pháp hoa. Nhưng mà ở đây thì nói tới tám cái như thị thì có sanh tánh, danh tánh, tộc tánh, giới hạnh, pháp hạnh, tuệ hạnh, trú hạnh, giải thoát. Vậy thì những người đệ tử Phật sẽ gửi gắm đến tất cả những vị đệ tử sau này khi chúng ta gần nhau chúng ta nên bàn luận về kinh điển được không im rơi rồi ta được không nghĩa là chúng ta gần bên nhau chỉ nói một bản kinh nào đó để đem ra để trả thảo luận trao đổi với nhau đó là ý thứ nhất Thông qua bản kinh để nhắc nhở tất cả chúng ta Hãy gần gũi học hỏi giao lý với nhau Vậy là gọi là chữ thọ trì Việc thứ hai Đức Thế Tôn biết sự việc Nhưng mà đến Đức Thế Tôn vẫn hỏi Để chi vậy? Để cho Ngài A Nan tự nói vấn đề Chứ Đức Thế Tôn không nói Nhưng mà Đức Thế Tôn biết không? Biết Nhưng mà để cho gọi là y như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Pháp Hoa Thì tại sao mà Phật Đa Bảo phải hiện ra? Vì Phật Đa Bảo hiện ra làm chứng cho Kinh Pháp Hoa thì đức thế tôn hiện ra để làm chứng cho lời của ngài anan là đúng được chưa nè ý thứ hai rất đơn giản đức thế tôn không nói để cho ngài anan nói sự kiện nó là nó đang bị gián đoạn ở cái chỗ đó nhưng mà đức thế tôn nói rồi đức thế tôn bảo ngài anan hãy nói lên nhiều nữa đi những đặc tính hy hữu vị tầng hữu của như lai đi nghĩa là cái này như lai kêu ngài anan nói phải không xong rồi ngà an nói an à, đang nói hết câu chuyện rồi như lai like, đồng ý nói đúng rồi đó rồi vậy thì những gì an đang nói là an đang đang thọ trì và thực lại đúng không cái này chứ thực lại à, kết luận thứ hai là tất cả chúng ta nghe xong nên thọ trì Được chưa ta hơn người ở cái chỗ đó người này hơn người kia ở cái chỗ là nghe xong là ta tranh thủ ta thọ trì thì ta nhớ dai còn đằng này nghe xong rồi thì lại qua tay nó thọ trì cái khác xuống nghe đi đi học đi, đi học lát lên là lần nữa đi học đi học lát lên tính nữa nghĩa là nó đi học nhưng mà tâm nó ở rảnh tại vì sao sai hồi nãy bầm <laughs> cắt còn để lại xuống đây mà nó nam mô thường nhanh lên ăn xoài bồ tát nam mô thường nhanh lên. Nên lúc này mình thọ trì nhưng mà mình mình thọ trì là cái tâm mình để ngay chỗ nào cái đó gọi là thọ trì nhớ ha như vậy thì ngài a nan đã thọ trì lời phật cho nên trùng tuyên lại lời phật và được phật chấp nhận đó là ý thứ hai mong rằng đại chúng ai cũng giỏi ai cũng phải đích thân mình nghe mình thọ trì cho nên phải cố gắng thể hiện cái cái tính thọ trì của mình để mai này về tới đức phật đức phật hỏi con có học đại tạng kinh chưa dạ bạch đức thế tôn con học rồi trời ngon lành đàng hoàng dạ. nói cho thế tôn nghe đại tạng kinh phẩm 123 kinh trung bộ đó. dạ một hai ba một hai ba ba hai một một hai thì tôi hỏi làm gì nó con thọ trì 1, 2, 3 Phải không? Nghe là Có nghĩa là mình trách bản thân mình Có khi mình học thuộc dữ lắm Nhưng mà tới chừng mình đi thi không có nhớ Tại sao vậy? Tại vì mình đi thi mình không thọ trì Cái 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 gì mình học mà mình đi thi mình cứ nghĩ là Giờ ra cái gì đây ta? Ra cái gì đây ta? Ra cái gì ra kệ nó mình lo mình thọ trì cái bài của mình đi đằng này mình sợ ra gì ngồi đó đón ừ. ngồi đó đón <laughs> sợ dĩ như anh em quân đệ mà hầu đó đi thi mà rớt là không có thọ trì còn sư phụ hầu đó rất là tự tin thi một trường tôi không có đi học thêm học bớt gì giống như các quân đệ nhưng tôi chắc chắn thi đậu vì sao vậy tất cả những bài tôi học tôi nắm và ra để gì cợi mày tao cứ ngồi tao dò bạn ngồi tôi dò bài tới giờ tôi vẫn ngồi dò bài nó đem tài liệu lên rồi vậy hả tới giờ phải không đọc phải không đem tài liệu lên rồi đem tài liệu lên vậy tôi đã thọ trì vô tới lớp tôi vẫn lật xẹt 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 tôi coi cái tựa đề xẹt 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 tôi coi cái tựa đề xong rồi là trong đầu tôi nhớ hết luôn rồi lát ra ra câu nào tôi quốc câu này như vậy tôi đâu có cần là đón đề tôi đâu có cần ngồi viết qua viết lại dám thị đâu rồi <laughs> nghề nghiệp như vậy thì mình thọ trì cái gì Mình thọ trì gian lẫn Mình thọ trì copy Mình thọ trì quy cướp Thọ trì cái kiểu này thì mai mốt sao đi giảng Nhột lắm Hơi đau Được chưa được nha, được nha Mình phải thọ trì kinh mới được chứ Mình học bao nhiêu thì mình lo mình thọ trì Còn ra cái gì ra coi Vô tư viết Đấy chứ vậy Để mai này còn đi giảng dạy nữa mình Ngồi cái học đối phó không à Làm sao ra trường làm được chuyện gì Chỉ luôn rồi đó nha Đừng học tại thi mạng Nhờ hai đứa ăn hai bên nha Đây Kết luận thứ ba Từ một hành vi Thực Cho đến một hành vi tầng hữu Vị tầng hữu Đức Thế Tôn như bao nhiêu con người khác có cha có mẹ vẫn sanh ra trong bào thai của mẹ, vẫn để mà nói nhập thánh thai là đây là một phương tiện để cho người học phải hiểu rằng Đức Thế Tôn là một đấng cao quý, phước lành của Đức Thế Tôn tuyệt vời lắm, ngài sống một đời như chư thiên và trọn đời của ngài sống trong chư thiên đó. Và chư thiên nghĩa là gì? Cái tâm cao thượng mà ngài sống trọn vẹn cuộc đời của cái tâm cao thượng và sau khi thân ngoại mạng chung nhập vào bào thai của mẹ Thì Bồ Tát nhập thánh thai thì sao Bốn vị thiên vương hầu Vậy thì quý vị mà Quý vị mà chỉ cần sinh vô hoàng cung thôi Quý vị làm thái tử thôi Thì quý vị có người hầu không Có không Có Đi bốn người khiêng nữa kia Đi tới đâu cũng có người Bây giờ giả sử như hầu đó Ông tổng thống kia Ông chưa lên tổng thống Thì ông là một ông gì không biết Ông đi đâu đâu có ai có chỉ một hai người thôi chỉ đi theo phụ giúp công việc của ông thôi nhưng khi ông lên tổng thống rồi có một một đội đặc nhiệm đi theo bảo vệ tổng thống có không thứ dữ đội đặc nhiệm đó được huấn luyện một cách tuyệt vời để bảo vệ tổng thống à, vậy thì quý vị thấy không khi mình chưa lên tổng thống mình ở bên kia thì không nói gì nhưng khi qua bên này rồi là khác cả. cho nên là sao sư phụ lên rồi mà chưa thấy đội đặc nhiệm Không ạ chỉ có chỉ có cái đội đặc sạch thôi thấy <laughs> không cho nên là nhớ là, là, là khi một vị mà chuyển lưng thánh vương mà mà chỉ cần lên làm lễ quán đảnh xong ha là đã có bánh xe chuyển pháp luân là là xuất hiện ra rồi như vậy thì ở đây là nói một sự kiện là rất là đơn giản là Hoàng hậu Ma Gia vẫn mang bào thai Nhưng mà chúng ta phải hiểu từ cái thấp lên cái cao về cuộc đời của Đức Phật Nói về Chư Thiên, sống một đời của Chư Thiên có nghĩa là sống một đời thánh thiện Mà trọn vẹn cái cuộc đời sau thánh thiện đó Rồi khi sanh ra đây, do phước báo quá tuyệt vời cho nên sanh như vậy rồi khi ngày sanh ra nó đầy đủ những cái cái duyên phước như vậy còn mẹ ngài có một cái gọi là sứ mệnh à, đến cái cõi này để mang thai và sanh ngài thôi chỉ cho mượn mang thai và sanh ngài rồi trở về cõi trời nghĩa là phước của mẹ ngài tuyệt vời không nó tròn đầy luôn mang thai mà không hề có đau đớn sanh ra cũng không hề có đau đớn bảy ngày ra đi một cách nhẹ nhàng tự tại nghĩa là xong bổn phận còn bây giờ mình nghe cái tự sanh tử nữa sao mà mới sanh ra mà chết thì chết chứ nghe nó Nào, xanh về cõi trời cái nghe nó nhẹ nhẹ ha à? cho nên quý vị mới mốt làm sao tu là chuyển nghiệp ta chuyển từ cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt nghĩa là cái nghiệp xấu nó cứ làm cho ta suy nghĩ về cái cái điểm xấu không nghĩa là ta suy nghĩ là cái người này tại sao lại thương người kia mà không thương mình cái người này tại sao lại được cái này lại được cái nọ mà mình thế này cái nghiệp của mình á là mình nghĩ xấu không à đúng không quý vị đồng lý không nè đồng ý ha tu là chuyển nghiệp vậy cho nên là nghe cuộc đời của đức phật thì bắt đầu sư phụ hạnh phúc sư phụ sanh ra là không biết là sư thái sanh sao không có kể. Đấy không? mà không biết sanh sao mà vẫn đâu có nhớ đâu lúc tối tâm mày mặt bắn đùng mùm đùng mùm đùng mùm tối tâm mà mặt bà đâu có biết sao nhưng mà rồi bà cũng kể lại cũng kể lại mà lúc bất kể như vậy lúc bất kể như khác cho nên mình tạm thời là 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 mình nói là lúc đó loạn xì ngầu đi Đấy không? đức thế tôn sanh ra vào lúc hoa nó nở còn lúc cho vụ sanh ra pháo đầy trời nó bắn pháo bông sáu điệu vang động 30 mươi tháng 4 nó mừng vậy mà không ai giữ tay trời Thôi. sự kiện vị tần nữa tự nhiên dùng cái từ núp hạ thấp bồ tát ra đời hạ thấp bồ tát ra đời. ta ra đời là phải pháo đầy trời là sáu điệu vang động phải không vang động cho nên không còn người nào rất thanh tịnh à, trống nhạc trỗi đầy trời mà không thấy người nào coi à như vậy thì à, chúng ta hiểu được cái 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 ý trong bản kinh này là kinh vị tàng hữu cho nên nói rằng là à, bốn vị khi ngài sanh ra là mẹ của ngài sanh đứng mà bốn vị thiên, thiên vương đỡ đưa cái tay đỡ ngài rồi đặt ngài trước khi mà các vị con người bế ngài nghĩa là chư thiên bế trước mới tới lời người để nói một cái vị một cái sự kiện vị tằng hữu thôi nhưng mà có nhiều người cũng cố chấp vào đó và kể cuộc đời đức phật như là một cái gì đó nó không có thật chúng ta nên kể về một sự thật sau đó những cái không thể nghĩ bàn nó là do công đức phước báo tạo nên và cũng không phải là bản thân ngài không mà mẹ của ngài nữa mẹ của ngài cũng được bảo vệ mẹ của ngài cũng được hưởng những cái tuyệt vời rồi thân của ngài nó nó trong sáng nghĩa là một người có phước báo đi vào trong bồ thai thì nó trong sáng nó tuyệt vời thấy rõ hết tất cả những bộ phận mà một vị một vị bồ tát nhập thánh thai phải không cho nên là bây giờ quý vị làm cái gì sư phụ cũng thấy hết không có ai giấu chiếm chuyện gì hết thì có nghĩa là chuyện tu hành của quý vị là thanh tịnh trong sạch như vỏ ốc có cái câu trắng bạch như vỏ ốc không đó cho nên bây giờ quý vị làm cái gì mọi người ta cũng tuyệt vời hết thì có gì đó quý vị cũng đang nhập thánh thai. Đúng không? Ta tu hành mà ta nghe cái đoạn này thì ta cảm thấy nó tuyệt vời lắm, đâu có gì đâu cái đó. Sống một cuộc sống an lành tuyệt vời. Cho nên là đối với Bồ Tát sanh ra đời thì mẹ của Bồ Tát giữ giới một cách nhẹ nhàng. Có nghĩa là khi Bồ Tát nhập mẫu thai rồi Thì mẹ của Bồ Tát dưới dưới một cách hồn nhiên Rồi mẹ của Bồ Tát hưởng được năm dục công đức Khi Bồ Tát sanh ra nhẹ nhàng Giống như là viên ngọc lưu ly Đây là câu chuyện mà được kể lại thôi Thì ở đây câu chuyện được kể ra bằng kết luận thứ ba là chúng ta phải hiểu từ đời sống đơn giản, thực tiễn xong nâng cấp lên đời sống của phước đức và trí tuệ, xong rồi nâng cấp lên nữa là những cái gì mà phước báo nó đến chúng ta không thể nghĩ bạc. Cho nên có những con người hầu nhỏ thì cũng giống như người ta giống như là thoại khanh châu Tấn vậy đó, giống như là gì à, nàng út chung ống tre hay là sọ dừa gì đó. Cái, 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 cái Khi mới ra đó nó cũng tệ hơn người ta nó sanh ra trong một gia đình tệ lắm nhưng mà khi bồ tát ra đời rồi nó khác không? Đã. Cho nên là mình thấy rõ cái sự khác biệt giữa những con người sống trong cuộc đời này để cho để cho chúng ta cảm nhận được rằng là chúng ta đừng có đừng có tự phụ kiêu căng mà chúng ta cũng đừng có có nghĩ là à, so sánh cái việc người này với người kia vậy là trần minh khố chuối thì còn nhỏ nó nghèo không có đồ mặt vậy mà lớn lên trở thành trạng nguyên tuyệt vời trí tuệ danh vọng địa vị À, cho nên bây giờ này đừng có tưởng mà, Thấy không? nhìn về mình tưởng giống như mua giấy số nó sau năm giờ mới biết. thì bây giờ mình tu ha, đừng ai chơi ai gì hết, nằm xuống đi sẽ biết. khi tôi nằm xuống sáu điệu vang động, nhạc trời trỗi. <laughs> cho nên cái câu là khi ta sinh ra ta khóc, mọi người cười. khi ta chết đi ta cười mọi người khóc. Mà sang giờ này có nhiều lúc giờ mất rồi không có dạy là trợ niệm giảng sanh gì hết mà giờ à, chết không, không ai khóc à. Giờ quý vị đi thường đi đám quý vị có thấy người khóc nữa không? Không, hầu như là giờ không có cần phải là trợ niệm giảng sanh rồi phải khuyên là đừng có khóc lóc. Hầu như giờ không có khóc nữa rồi. Hết rồi. Đi nhiều cái đám tang rồi đó. về sư phụ không còn thấy khóc nữa. Dạo rằng cũng có nhiều lúc năn nỉ nó khóc để tôi coi thứ nó có khóc nó cũng không khóc, khóc, khóc. <laughs> phải không cô thảo cô thảo cũng có nhiều cái vị tàn hữu cơ à, hồi đó sư phụ đi tụng kinh với một vị thầy mà ổng mập lắm mà ổng đọc cái tiếng ổng ẻo 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 đã sẽ như ta nói là tháng chú tử gì lễ tam thái <laughs> mấy đứa nhỏ mấy đứa nhỏ nó nói ông trời hiếu đọc nó cười quá má 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 ông ấy hiếu đọc nó cười quá chiếu nó đáng ra là ta ta có người mất ta khóc ông lên mà ổng cũng có lần về đây một lần hai lần vậy đó thời thời sư phụ còn nhỏ ở chung với ông ấy, thời, đi chung mà đi đi đám với ông tại vì cái bụng ông bự lắm ông đi ông be thôi là cũng thấy cái tướng ông là, là cười muốn chết rồi à <laughs> ông đưa cái bụng ông đi trước ông nể nể ông đi sao, mà mỗi lần ông tụng kinh mồ hôi mồ kê nó chảy đùm lum hết trơn xong rồi mà tại vì ông biết mấy không biết bông hay trái mà anh <laughs> mà giờ có nhiều người tụng kinh cũng cái kiểu vậy <laughs> trời mấy đứa nhỏ nó không biết sao thầy tụng kinh muốn cười muốn chết đó, bị vị tàn ừ. nhưng mà giờ á tại vì ai cũng đi học hết á ai cũng có công việc hết á cho nên ít ai đi đám lắm thì giờ không ai đi thì ổng phải đi nhưng mà ổng thích đi đám lắm nhưng mà vô năn nỉ không thôi tôi có tụng tôi tụng ông cứ nhép 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 giùm tôi miễn ông có đứng đó là được tướng ông bự quá giống cao tăng ông cứ đứng đó đi tụng nhỏ thôi nha mà không còn không còn súng ba cái răng trước nữa chứ tao tin nhìn nó tôi kìm <laughs> kìm không có nổi luôn á cười lắm <cười> cái đó là vì thằng ngủ mà không thích đi làm lắm cho nên là mình là mình hiểu được cái sự kiện mà cái vị có mỗi người nó có cái phước duyên mình đừng có cười chơi, có khi là bồ tát di lặc ra đời. Bởi vì có nhiều lúc mình cũng nghĩ ông là bồ tát di lặc để cho mình cảm thấy mình nhẹ nhàng và thoải mái. chứ còn cái kinh vị tàng hữu nó khó giảng ở cái chỗ là cái 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 việc đó đó. Nếu như mình nói thành ra coi chừng mình mê tín. nhưng mà mình hãy nâng cấp từ cái cái chỗ là Đức Phật mượn cái phương tiện như vậy nhưng mình phải hiểu cái cao đó nó không phải là cao đâu, mà nó là đời sống rất là bình thường. rồi bắt đầu đời sống bình thường đó nhưng mà À, giả sử như mình sống cái tâm gọi là tại sao gọi là bồ tát là bởi vì cái cái trước đó đó là vị này sống một đời sống vị tha lắm sống không có vì mình mà vì tất cả mọi người cho nên gọi là bồ tát giả sử như bây giờ có ai đó sống không bao giờ nghĩ tới mình mà nghĩ tới mọi người thì ta nghĩ vị này có phải bồ tát không bồ tát là gì bồ tát có nghĩa là không nghĩ tới mình sống tới mọi người mà sống trọn đời như vậy không có thối tâm cho nên khi sanh vào cái một nơi khác cái phước báo đó lớn hay nhỏ lớn mình phải hiểu nó vậy đó kết luận thứ ba nó là gì cái nội dung của bản kinh này nó là gì? thì rồi bắt đầu từ cái đó rồi mình nâng cấp lên rồi bắt đầu khi mà bồ tát mà khi mà bồ tát sanh ra thì có những cái sự kiện nó khác cái người bình thường nhưng mà nó khác là gì là là là, là mẹ ngày sanh đứng <laughs> phải không sanh đứng rồi ngày đứng xuống bằng hai chân nhưng mà bây giờ mà nói cái đó cái ngoại đạo nó nói đó là vị tăng hữu trong kinh này thì bây giờ là vậy thì vậy, chúa ta ra đời cũng thế này thế này thế này vậy thì cái sự kiện đó nó không có đối với ngoài đời trong đạo phật của mình thì chấp nhận nhưng mà đối với ngoài đời có những người, người ta phỉ bán người ta nói ờ mày cũng mê tín gần chết mày nói thao cái chuyện mà sanh ra cái hai đứa nào sanh ra hai chân nó đứng không rồi mà có thấy đứa nào vừa sanh ra nó nói không rồi làm sao mày nói nghĩa là chuyện đó là chuyện vị tần hữu chúng ta ở trong nhà chúng ta học thì biết rằng đức phật đã đã phân tích là à cái đây là một sự kiện ta à, những gì ta nói giống như ngón tay chỉ mặt trăng các người phải biết đây chỉ là phương tiện thôi nhưng mà ta chỉ mặt trăng chính là ta chỉ cho các người một phương tiện thù thắng các người hãy đi những từ phương tiện thấp cho đến phương tiện cao nếu muốn đi những phương tiện cao thì bây giờ đi bộ trước đi bộ xong rồi đi đạp xe đạp đạp xe đạp rồi lên tới honda honda là lên tới bốn chỗ rồi từ đó mới đi tới máy bay rồi lên phi thiền lên luôn thì mình, mình, muốn lên cao hơn Thì mình phải đi từ cái thấp phải không Cho nên mình hiểu cái sự vị tàng hữu nó Là một phương tiện Mà phương tiện này là phương tiện cấp cao Mà muốn hiểu được phương tiện cấp cao này Thì phải đi từ cấp thấp lên Rồi hết xin cái kính chào hẹn gặp lại lần sau Đại chúng chấp tay hồi hướng Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô tận thế nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyên thành